Trong khi một số trường học vẫn tổ chức lớp chọn theo nhiều cách gọi khác nhau, thì nhiều năm nay, trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo không tổ chức lớp chọn dưới mọi hình thức. Điều này không chỉ giảm áp lực tâm lý cho giáo viên, học sinh mà còn phù hợp với định hướng giáo dục phát huy năng lực người học. Cả ba con của anh Tân đều học tập tại trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh. Nhà trường không bố trí lớp chọn. Ban đầu, anh Tân cũng lo lắng liệu không có lớp chọn thì con có môi trường học tập tốt hay không. Đến nay anh Tân nhận thấy không có lớp chọn không chỉ giảm bớt áp lực cho các con mà chính cha mẹ cũng có tâm lý nhẹ nhàng hơn. Trường mình không có lớp chọn nên đâm ra không có sự so sánh. Tuy nhiên là tâm lý của phụ huynh nó sẽ nhẹ nhàng hơn do các thầy cô sắp xếp chứ mình cũng không phải lựa chọn lớp nhiều như những cái chỗ có lớp chọn. Từ nhiều năm nay, trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không tổ chức lớp chọn dưới mọi hình thức. Đầu năm học, nhà trường căn cứ vào kết quả đánh giá học lực năm học trước, chia lớp theo nguyên tắc ngẫu nhiên và có đủ các mức học lực khác nhau. Nhà trường sẽ phân ra thành từng nhóm theo cái mức năng lực và khi phân chia lớp, mỗi một nhóm sẽ lấy một vài học sinh để đảm bảo tất cả các lớp đều có các con học sinh với những mức năng lực từ cao xuống thấp. Đấy. Và ngẫu nhiên chúng tôi chọn. Không có lớp chọn đem lại sự công bằng cho các lớp, cho học sinh và ngay cả với đội ngũ nhà giáo. Bỏ lớp chọn, học sinh không phải ganh đua với nhau quá nhiều. Tuy nhiên, hàng tháng nhà trường sẽ có bài khảo sát đánh giá năng lực, phân chia trong các buổi học phụ đạo dựa trên học lực. Điều này không chỉ thúc đẩy học sinh tiến bộ mà còn phù hợp với định hướng giáo dục, phát huy năng lực của người học. Không có lớp chọn này sẽ có tác động rất là tích cực đến tâm lý cả học sinh và giáo viên dạy. Ở đâu đó chúng ta vẫn có một cái sự phân biệt rằng là người này được dạy lớp chọn, được dạy học sinh giỏi, cô này đào tạo được, ngần này các em học sinh giỏi với cô kia không có học sinh giỏi nào thì chắc chắn là tác động đến tâm lý của giáo viên chúng tôi. Nếu mà không có lớp chọn thì em sẽ không bị so sánh với các bạn học sinh lớp khác. Bố mẹ cũng sẽ không áp đặt nhiều thứ lên bọn em. Chúng em sẽ có một môi trường học tập thoải mái. Các bạn trong lớp thì có thể giao lưu, tích cực, học hỏi chung với nhau. Không có lớp chọn, nhưng chất lượng giáo dục tại trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh vẫn nằm trong top đầu của huyện Yên Mỹ. Tỷ lệ học sinh lớp 9 trúng tuyển các trường trung học phổ thông công lập luôn ở mức trên 75%. Năm nào nhà trường cũng có học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Học sinh có môi trường phát triển toàn diện cả về thể chất và các kỹ năng mềm thông qua các hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ văn hóa thể thao. Lớp chọn không phải là yếu tố duy nhất quyết định chất lượng giáo dục. Điều quan trọng là xây dựng môi trường để học sinh phát triển.